Dạ dạ, đông anh tôi đu tận đây đây sai rồi, đây đây xa lắm. Đi, đi xuống. Nên chụp cái hình này để biết đường đi 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 về cái nó việc. Hả? Ai muốn đi phải nên chụp hình đi đi về về cái lạc là lạc là. Ở đây lấy cái dù vậy. Restroom okay, ông bảo. Restroom okay. It's smelly, but it's clean. It's okay. It's clean. Very smelly. I have to go. Who's inside? Who inside? No one. Okay. Sit đây. Được. Mấy ngày hôm qua mấy cô kêu biết sao xịt nước hoa, bôi nước hoa không bị chấm cắt. Hôm nay cũng có bôi mà. Nước hoa là nó thích, nó không thích. Nó không vô, nó không cắn. Mấy cái thường cắn nước hoa không cắn. Ba nhìn rất là ba. Từ từ nha anh đi. Dạ. Bất việc á. Đi ngang ngang bất việc, bất việc đi chân hơi ngang quá hết à. Cha rồi, giờ nó cha rồi đó. Ba đổ máu lên cho nó ấm đầu. Hồi nãy phải chị Nhi là tìm ra cái ví của chị Nga không? Phải chị Nhi là men. Nghe không biết hả? Nãy ra rất bí không chị? Nga hả? Nga quên. Được không chị? Được. Thấy cái bóp dày vậy nè. Đó. Mấy ngày nó thì không nói mình ta. Dạ. Nhi này nó dở thiệt á, nó anh vô lấy trước kìa rồi. À. À Nhi này dở ơi là dở luôn. À. Mưa sao đi ra anh. Mất bóp đó là chị Nga đó. Thấy chưa? Mắt là nhìn nhắm nhắm mắt thôi nhưng mà cái lỗ tai nghe được mà ta. Hả? Cái lỗ tai nghe được mà. Hả? Không biết ai sau lưng đâu. Nói việc làm này có xấu cái hình quận tiệt không tại đi sờ mũi cắt nè. Không, nó tiếp tục nó bò rồi đợi. Chưa tốt lần kia nữa. Để xin mời mấy người đi là rồi, chị vô thôi đang lại lên đi. Đi, mẹ ơi. Ông mày phải kêu phó nhòm đi đi luôn nha. Dạ. Đẹp quá. Này kia là Thảo, lên cao đẳng sư phạm. Đường đẹp ghê. Rồi đứng đi đó rồi. Cây này bự quá. Bự quá, cầm xuống. Bẻ bớt đi. Thôi đi. Còn bự lắm. Đi việc đông con mắt ra nha chứ dạ dạ.
liên quan không? Tụi mình giống con gấu hùng đi sợ luôn. Mình biết tụi con gấu nghe chỉ cho. Biết rồi, thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Thấy không? Mệt vậy? Too bad, too bad. Too happy. Too happy. Gặp quay kiếm ra nhỏ hơn. Đi nha. Huỳnh đang có nói hăng bà già. Thì cái chụp hình không có hình mất việc. Bắt đầu ngay tới thác rồi. Lạc quá ha. Đó, rồi được rồi, được rồi đó, đó chỉ đó, được rồi đó. Tôi dừng đó, xuống. Anh Hà. Rồi đó. Nổi quá đó chứ. Cái gì? Xuống xuống đường đó đó hả? Sao sai? Cô. Dốc dốc dữ vậy? Ừ, cái dốc đó không đi hoa cơ. Chịu hoa đâu? Có chìa khóa hả? Thì thôi. Thôi được rồi, gọi được rồi, gọi đi. Quý có chìa khóa. Nói như vậy á, nói như vậy, nói như vậy thôi. Quý đâu? Ai giữ chìa khóa? Quý đâu rồi? Quý ca đâu chưa quay về. Ủa về đây, hai người phải không? Ba người thôi, mình cũng quay về luôn. Ủa Mỹ cũng quay về luôn hả? Dạ. Yeah. Mỹ về luôn. Là Trung Hoa ở lại đúng không? Ừ, không, Trung Hoa thì chắc đi về. Nói Mỹ Nga Trung Hoa lúc nào đi chung nhau đúng rồi. Chứ bây giờ đợi nhau xé thì sẽ Mỹ Nga. Mình xé thôi, mình không là thôi đi vòng về. Trung Hoa về luôn phải không? À. Rồi Mỹ Nga Trung Hoa. Có xa có về không? Bốn người này về. Chứ về không? Anh tới chỗ đó rồi, bao xa? Ủa vậy thì chị ai có xe ôm có rồi đó. À vậy. Chị cầm lên đi, cầm đi lên. Đi lên nó. Đi ngang ngang quay nó quay rồi hả? 1 2 mấy nữa.
Mà anh gặp ai rồi? Đứng đó đi, cậu có đứng xuống nữa. Đứng xuống nữa. Ủa xa lắm hả quý? Anh gặp ai rồi? Mấy người á, ngay tới chỗ hand tram thôi, rồi muốn xuống cái suối á, phải đi một mai mấy nữa mới xuống nữa. Một mai mấy nữa? Mọi người đi tiếp hả? Cái xe lúc nào cũng vậy. Quý lên mà đừng, Quý còn hơn Bảo mà đừng lo. Nè cần cây không, thấy cây xuống cho. Cái cây xuống đâu cái cây vô ta té hả? Thợ cố tình á, thầy giờ đò nói giờ đò cho cố tình á. Nè hướng kia. Được, Quý mà. Từ không ráng sức. Hướng kia đi, cứ đừng vòng rồi Quý. Quý. Đi hướng kia kìa. Trời ơi. No để chúng tôi no. Ồ, Quý hay ha 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 ha. Xong rồi, đâu? Ừ, nãy giờ chỉ có mình Thảo lo quá luôn rồi đó. Thảo đứng tim rồi đó. Chẳng có gì hết. Xuống đó cái hand tram thôi. Bên hand tram nó có một cái crowd nhỏ xíu vậy đó. Xuống dưới suối. Xa lắm. Gọi phone được. Chỉ gọi hỏi thằng Nam được. Phone với nó. Không. Mình tụi đây xuống hand tram xa không? Trên hand tram thì chừng chút xíu thôi. Thấy em đi xuống chút xíu thôi. Nhưng mà đi ngược lên mệt. Đừng nói nó cao dốc vậy nè. Yeah, I know. Chứ còn đi xuống thì dễ, nhưng đi ngược lên mệt. Thôi, con đi thôi, đi về. Đi xuống chứ không có ai hết. Đúng rồi, cứ đi. Vô chạy theo nhanh lắm, đi tiếp đi. Em gọi anh bây giờ nó mưa. Wow. Cái này rồi. Hello. If you want a dry place, come over there. Bao nhiêu? 0.2 là tới Winter Chalk chứ. Không phải. Có là anh chỉ thấy cái dòng suối thôi. Không, nhưng mà cái này, quay. Nhưng mà quay cái phone. Tức là chưa tới nơi luôn hả? Xuống tới nơi rồi. Từ đây qua xa quý. Mấy phút nữa tới này. Mấy phút là thì không, đừng nổ nha. Mấy phút. Khoảng 5 phút nữa là tới rồi. Nhưng mà anh chỉ thấy được cái nước nó chảy qua cái thác thôi. Còn nếu mà anh muốn coi cái thác thì các anh đứng ở dưới anh không thấy cái thác thiệt. Em chỉ anh cái thác. Độc lắm. Hả? Chỉ có cái chỗ của em mới thấy được cái thác thôi. Ok. Một mình em mới thấy được cái thác. Ok rồi. Muốn kể sự tích không? Ok đi. Em đi tiểu đã, dẫn vợ đi tiểu. Đi thác. Thấy được cái thác hết luôn đúng không? Đúng. Ok đi cái này đi. Mà mấy đứa đó không thể nào. Ê coi chừng coi thử trong đường đó đi nha Trâm. Trong đường đó anh đi cái này rồi anh quay lại. Anh giữ rồi. Mấy nhỏ là nó chỉ thấy cái đuôi cái chân thác thôi. À. Còn cái ngọn cái nguồn thác á. Cái đỉnh thác á là em chỉ anh. À. Hết mưa rồi ba. À giữ giữ người mày. Ồ độc thiệt nè. Cái okay. Này là vô tình thôi. Khoan, giữ chưa. Hả? Vô tình thôi. Hả? Chưa. Đập con cá là nguyên một cái đám dưới đó, không có đám nào thấy cái thác này á. À. Mình em đi chăm thấy thôi. Ồ, quá hay luôn. Còn Nguyễn là bá chủ thiên hạ luôn. Đó. Cái thác này á. Sao? Không, nó không xa. Nó lớn hơn cái thác kia rồi, anh thất vọng chút.
cái thác chút xíu đằng kia mà anh thấy cái thác gì mà chút xíu á. Thác này lớn hơn chút. Sự tích này gọi là sự tích gì Thùng em? Sự tích thác đi cầu. Nó đâu tiểu đó. Đi xuống, đi xuống. Cái đi xuống, đường nào xuống, đi xuống hả? Cái này hả? À? Ra đây mưa lại. Mưa hả? Cứ đi. Những cái tàn cây nó rớt. Không còn không xuống hả? Đúng chứ, phải xuống coi mấy cái nhỏ. Ok, đi. Xuống này nè. Mưa lại phải không? Hay là cái tàn cây rớt? Đúng rồi, chị thấy thì đúng rồi đó. Mưa. Đi. Đi bên đây nha. Đừng có đi bên đó. Mình đi bên đây thì đừng có qua máy rồi có té. Ủa đường ghê vậy trời. Đi bên đây nè. Thôi xuống này cho. Thôi xuống cho anh tầm đó. Thôi đường đi đã. Thôi thôi đừng có xuống, thôi khỏi xuống. Thôi thôi đừng có xuống, đứng ngoài đây đi. Đúng rồi, sao lên được? Bắn đây quay phim được rồi. Bắn ngoài xuống. Wow. Đi quá khó hay không xuống đâu. Không giữ, không giữ. Giữ gì mà. Thôi xuống, thôi đứng đi. Đường khác đi á. Đi đứng đi. Đường ghê vậy. Nó. Bà thấy đừng có đi, qua đây, qua xuống đây thôi. Bà xuống đây, qua xuống được rồi. Không, mà không xuống, mà không xuống, mà tới đây mà coi xuống thôi. Cái gì mà ghê quá hả? Ủa anh biết rồi. Anh đi đường này, anh đi xuống nổi. Một quay phim thuận tới, bà không xuống đâu.
đưa vô đó cậu này xuống đó đi. Xuống chứ. Rồi sao nữa? Cứ đi ngồi xuống rồi. Ok rồi. Ngồi xuống là phải chỉnh thôi. Ngồi xuống hai chân xuống là xong rồi. Rồi xong. Rồi. Thank you, ngồi xuống đúng không? Rồi, ngồi xuống hai chân qua xong rồi. Rồi, thank you. Yeah, you got it. Yeah. You missed it. It was super funny. Quite funny. I got lucky on my feet, but nothing was funny. Be careful. Lạnh quá. Lạnh quá hả? No, I put my feet in there. I went barefoot. I'm got. Everybody, Gabby, Michael. Now doing it now, but why do rồi vẽ tôi dùng rồi vẽ tôi dùng Go, I want to see you, buddy. Go. No, go, Michael. Go, do again. Michael, do it. Vậy đi ra cho Michael vô con. Hai đứa luôn hả? Đu đứt cái dây tay vậy? Thank you.
Có Thảo với lại Quý đi xuống đường không thấy xuống uổng. Chị Nga đi được đúng rồi. À, chị Hoa. Chị Hoa đi được. Chị Hoa đi được. Đúng rồi. Không, chị Nga đi mỗi lần đúng rồi. Không biết bao nhiêu chặn luôn rồi. Ủa mấy người đi lên thấy được nhóm nhóm cuối cùng hả? Dạ. Rốt cuộc anh Hà thì tên là người mình last. Đây là nhóm lão tướng. Ủa nào anh Việt đâu?